Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Mà vũ Mập ha à, Thì rồi là lời đầu tiên thì mình xin nói như thế này mọi người Đây là nó sẽ là một cái tập dự phòng trong một cái chuỗi khoảng cỡ 20 tập dự phòng tiếp theo Mình làm những tập dự phòng này đó là để dành cái thời gian để mình mình chăm vợ mình sau khi mà vợ mình sau sinh Thì khi mọi người nghe được tập này mình không biết là ngày mấy đâu mọi người Tại vì mình đã kể trước đó khoảng cỡ độ một tháng rồi Để um, vợ mình sanh này nọ rồi Thì mình cái đứa sau mình thì mình đặt tên ở nhà là bé bắp mùi ha thì khi mà vợ mình sinh bé bắp thì mình sẽ có khoảng cỡ 7 đến 10 ngày gì đó là mình sẽ ngưng kể chuyện để mình có thể là là là, là, là chăm sóc bà đẻ mùi ha thì à, mình xin nói như thế này nè à, do là cái thời gian mình gần kiểu như là cũng khá là bận rộn thành ra là khi mình kể tập mọi người cứ yên tâm đi là mặc dù là mình ngưng kể chuyện nhưng mà mỗi ngày mình mọi người vẫn có hai tập một tập buổi trưa và một tập buổi tối đàng hoàng như bình thường luôn nhưng mà chỉ có một cái là thứ nhất là nó không đọc tên được thì chắc chắn rồi tập dự phòng mà và cái thứ hai nữa là có thể là cả tập cả tập chính và tập phụ luôn á thì nó cũng sẽ đều hơi ngắn ngắn xíu nha thì mình ước lượng nó khoảng cỡ 50 phút đổ lại thôi thì mong người cũng thông cảm giúp mình ha bình thường là tập chính là sẽ dài tiếng mấy còn tập phụ sẽ khoảng cỡ bốn mấy phút tuy nhiên bây giờ hai tập sẽ bằng nhau bốn mấy năm mươi phút đó thì nó sẽ có khoảng một cái chuỗi là 20 tập cho 10 ngày hay muốn hay thông 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 cảm giúp mình. Thật ra tới lúc này mình cũng đây là cái ngày đầu tiên có thể là um, vợ mình đang vào bệnh viện rồi thì mình sẽ đăng tập này lên để mình không không có kể chuyện được. À, hy vọng là mình cũng đang rất là muốn làm mẹ tròn con vuông rồi mọi người ha rất là hồi hộp. Thôi rồi đó là một vài lời là như vậy thôi thì mong mọi người mình làm xấu là kể hơi ngắn nha. Thì mong mọi người cũng đừng có có buồn mình. Lần đầu tiên mình kể một cái chuỗi dài 10 ngày mà tập ngắn liên tục như vậy luôn thì mình cũng 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 rất là ấy nấy. Tuy nhiên là cũng không còn cách nào khác mình cũng phải bận lo cho gia đình vậy ha mọi người ha thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay thì đó câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn mà này bạn tên là duy và bạn kể một cái câu chuyện ở đắk lắk mọi người năm nay thì bạn cũng đã hai mươi mấy tuổi thì bạn kể về cái câu chuyện về một cái thằng bạn thân của bạn nó bị ma ám mà là rất là nhiều ma ám nó luôn cái đứa bạn thân đó đến bây giờ nó vẫn còn 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 sống và hai đứa vẫn còn chơi thân với nhau um, và bây giờ mình đặt tên đó tên là tài đi duy và tài muốn ha tại vì bạn duy này bạn bạn không có giấu tên mình mà bạn duy giấu tên cái người bạn thân đó thì mình xin phép đặt tên đại là tài thôi thì uh, thật ra bạn nói là hai đứa chơi chung từ nhỏ đến lớn nhưng không phải là thân từ nhỏ đến lớn mà thân từ sau khi mà tài gặp nạn thì bạn bạn duy kiếm như là bạn thương cảm rồi bắt đầu là hai đứa mới chơi thân với nhau cho đến thời điểm bây giờ thôi thì cái năm mà khi mà tài gặp nạn đó là cái lúc đó là tài lên khoảng cỡ chừng cỡ tám chín tuổi gì đó bạn nghĩ là 9 tuổi tại vì tài lớn hơn bạn một tuổi nhưng mà lại học chung lớp kiểu giống như là uh, tài học trễ trễ một lớp kiểu kiểu như vậy đó mọi người ha thì rồi uh, cái câu chuyện là như vậy lúc đó bạn nói bây giờ thì ở cái xóm của bạn mà bạn cũng xin giấu cái địa, địa danh cụ thể và nó là ở Pleiku và ở một cái vùng ngoại ô ở một cái huyện ngoại ô ở Pleiku thì nói lúc bây giờ thì nó cũng đã đỡ rồi nó cũng đã khang trang nó cũng đã ok rồi nhưng mà còn cách đây bây giờ thì bạn này bạn hai mấy tuổi thì cách đây độ khoảng cỡ 15 năm trước thì cái chỗ của bạn thì được gọi là một cái huyện nghèo mà à, là trong đó là có cái chỉ số mà hộ nghèo là nhiều nhất ở trong cái tỉnh Pleiku luôn đã là nghèo dữ lắm luôn và nghèo là cái nghèo từ nhà dân cho đến cơ sở vật chất của nhà nước bệnh viện trạm xá trường học này nọ đồ là cái gì cũng 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 nghèo hết trường là trường máy lá luôn mà thì um, cái thời điểm đó cái lúc mà bạn 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 sinh ra là bạn đã được may mắn nha là bạn đã học được một cái ngôi trường mới bạn với làng tài á là học chung một cái ngôi trường cấp 1, một, một cái ngôi trường mới nó được xây bằng tường. Tuy nhiên là vẫn còn lợp bằng cái mái tôn. À, mái mái tôn, mái, mái lá cũng đơn giản nhưng được cái là cái nhà tường rồi. Và bạn được nghe nói là cái trường cũ nó vì một cái lý do gì đó đó là nó đã được bỏ hoang. À nó đã được bỏ hoang và nó đã được xây cái bờ tường bao xung quanh luôn. Cứ là cái trường học ngày xưa thì đã có tường bao xung quanh nhưng mà bao hình chữ U. Mình để cái cổng trường thì lúc này là không hiểu vì lý do gì đó đó là người ta xây cái tường bích luôn cái cổng trường đó nên nếu mà ví dụ như là có máy bay hay là trèo trên cây mà cao chừng có 5 mét á, thì nhìn vô mới thấy được bên trong trường chứ còn thật ra mà nếu mà đi thôi thì nó chỉ là những cái vách tường mà nó cũng đã cũ kỹ dữ lắm rồi không bao giờ thấy được bên trong là lúc mà bạn biết chuyện á nha lên lớp 1, lớp 2 thì bạn đã học trường mới rồi chứ bạn chưa có biết cái trường cũ nó như thế nào nhưng cái vị trí trường cũ á, thì nó nằm ở gần nhà bạn nó cách nhà bạn độ khoảng cỡ hơn 200m mét thôi và nhà bạn là nó mà một cái một cái đường nhỏ thì nó giống như ở miền tây của mình là có những con đường quê mọi người không tưởng tượng không là kế bên dòng sông rồi có những cái bụi tre những cái con đường độ khoảng cỡ bằng hai ba chiếc xe máy chạy thì ở dùng đất pleiku nó cũng vậy chỉ có một cái là nó không có sông à mà nó sẽ là những cái con đường đi vào rẫy đi vào ruộng những cái rẫy cà phê những cái á à, là những cái con đường đất đỏ ba gian ở hai bên là những cái hàng thông những cái cây lớn 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 đó nó cũng hình dạng nó cũng giống như vậy thì cái ngôi trường đó được nằm trong cái cái mình gọi là cái đường hẻm bạn gọi là, bạn bạn nói là cái đường hẻm cái đường hẻm như vậy buổi sáng thì nó không sao nhưng mà buổi tối thì nó thật sự đúng là cái chữ tối nó tối thui à tại vì nó cơ sở vật chất nó còn thiếu thốn mà có đèn đường gì đâu không có đèn đường nó tối thui như vậy đó ai đi đâu cũng phải là ở ví dụ như có xe máy á, thì có cái đèn xe không sao rồi nhưng mà không có đèn xe là phải cầm đèn pin thì cái lúc đó mọi người nhìn lên nhớ là nó khoảng những năm hai nghìn bảy hai tám rồi nha sau này rồi nha chứ không phải là những năm chín mấy đâu thì rồi um, cái lúc đó thì bạn với lại thằng tài thời điểm mà học lớp 1, lớp 2, lớp 3 đó là hai đứa là học khác lớp chung trường nhưng mà khác lớp có được cái là nhà gần nhau này nhà cách nhau ví dụ như là là cỡ giống như từ cái trường học đó sẽ tới nhà tài trước từ cái trường học đi bộ đến thì đến nhà tài trước thì đi thêm khoảng cỡ mấy chục mét rồi mới đến nhà duy gần nhau vậy chứ hai đứa không có hạp tính không có chơi chung với nhau tại vì bạn nói là cái tính bạn này nó cũng hơi đầm đầm nó hơi hiền hiền còn thằng tài kia thì nó cứ ba lơn ba lơn rồi nó cứ chạy nhảy nó 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 giỡn nó nó hiếu động lắm thì bạn nói một cái lần hôm đó đó bạn đi về không biết có phải là bạn cái người đầu tiên phát hiện ra nó có vấn đề hay không. Ờ um, kiểu như là đi học xong rồi chở ra ba mẹ chở ra đi chơi đi bời nọ đồ thì 7 8 giờ bắt đầu là cũng chạy về đi về. Thì khi mà đi về như vậy là bạn đã thấy thằng Tài á nó quay mặt vô trong một cái gốc cây mà nó không biết gốc cây gì mà thường thường những cái cây mà ở trên cái vùng mà tây nguyên á mọi người những cái cây nó cũng khá là bự nó đang úp cái mặt nó vô trong cái cây như vậy vậy nè bạn nói xin lỗi nghe nó hơi quê mùa nha đến cái thời điểm đó bạn học lớp 3 rồi bạn chưa biết cái trò chơi năm mười là cái trò chơi gì hết trốn tìm có nên có nơi gọi là trốn tiền có nơi gọi là năm mười có nơi gọi là gì cúc bắt cái gì đó thôi kiểu kiểu như vậy đó bạn nói là không hiểu sao thì trong xóm của bạn á, là không có ai chơi hết á không có ai chơi cái trò đó hết trơn là bạn cũng không có biết thì bạn chỉ thành đó là bạn chỉ thấy là đi trên đường đi về thì thấy là thằng tài đó nó đang kiểu như nó tại nhìn cái nhìn ở đằng sau lưng nó biết ngày xưa có mấy bộ đồ vậy đó mà à, nghe không em nhìn cái bộ đồ là biết bạn mình thấy nó đang úp mặt vô trong cái cây nó như vậy nè mà nó lấy cái tay nó đập đập vô trong cái tường À là có những người chơi như vậy nha, có những vùng miền mà chơi năm 10 là phải đập gì nè. Năm 10 đập, năm 10, 15, 20, 25, 30. À là có những nơi nó có có có, có biến tấu thêm cái điều đập. Thì mình thấy gì đó nó ướp mặt vô đập trong cái cây bộp bộp mà nó mà nó không có đếm mà nó cứ lấy mi đập. Thì lúc đó là bạn đang ngồi trên xe, bạn đang ngồi trên xe ba mẹ bạn chạy thì bạn không có dừng lại được, bạn cứ dòm dòm. Bạn còn kêu cứ như bạn bè cứ tay tay ơi tay ơi ê tao mới đi chơi về nè mày tao mới đi chơi về khoe mà tại nó cũng không có quay qua nó giờ các bạn cũng đi về luôn thì cũng cái chừng cỡ cả... qua hôm sau cái bắt đầu á là bạn mới lên trên trường gặp nó nó ê mày tối hôm qua mày chơi mày mày làm gì mày ướp mặt vô gốc cây mày làm gì mày, mày đập đập trên cây tao kêu mày quá trời mày không nghe chỉ cái giờ cái giờ ra chơi gặp nhau nó xong cái tài nó mới nói đó là nó chơi năm mười à nó chơi năm mười cái mà nói trời đất ơi năm mười là cái trò gì, gì nghe lộn nghe, 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 nghe gì ngộ vậy nghe gì mà năm rồi mười phải một hai ba bốn chứ ai mà năm mười cái bắt đầu thì nó nó cũng chỉ cho bạn luôn nó nói năm mười là chơi là ví dụ như là bây giờ chơi là nhiều ga ít bị quánh tù xì đâu biết không à biết rồi bây giờ quánh tù xì nhiều ga ít bị xong đứa nào mà thua đó là sẽ úp mặt vô trong một cái góc nào đó rồi điếm là điếm năm mười là điếm coi như có hai chục tiếng thôi ví dụ như không điếm từ 1 đến 20 mà điếm năm mười mười lăm hai mươi hai ba mươi đã là điếm như vậy xong bắt đầu là khi là tới 100 á là sẽ đi kiếm những đứa còn lại những đứa còn lại nó đi trốn đã gọi là trốn tìm là đi kiếm nhau như vậy vui lắm đó cái bạn cũng nói ừ nghe cũng lạ 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 như vậy không xong cái và thật ra thì mình như mình nói từ đầu là bạn duy là một cái người cái tính nết gọi là giống như là hướng nội vậy đó hơi hiền thích về nhà rồi đọc truyện tranh chứ không có rất chơi bời với ai đó đó cái nết giống mẹ kiểu vậy đó không xong cái mấy bữa sau thì có đầu là bạn nói là thời điểm đó ở gần cái chỗ của bạn là có một cái chỗ gọi là đổi truyện tranh Đúng đó có tiền đâu mua đi đổi không mà mua đi, đi mướn vậy đó cứ mỗi lần mà đổi vậy là 500 đồng cứ cuốn mà dày á cuốn 200 trang á thì là 1 ngàn đó cuốn mỏng mỏng thì 500 đồng còn cuốn mà chẹp lép á thì 200 đồng đó là kiểu như vậy thời điểm mà những cái đồng xu nha thời đó là có đồng xu á đồng xu ngày xưa Cái lúc đó bạn mới đi đổi à thì khi là bạn đi đó thì bạn không thấy nhưng mà lúc mà bạn về đó thì bạn thấy nữa tại nó cứ núp như này nó cứ núp mà lần này do là bạn đi chậm bạn đi gần đó và bạn mới nghe được nó nó đếm thiệt nó đếm mà nó đếm nghe hay lắm kìa con nít mà nó nghe cái năm mười mười lăm mươi hai năm ba mươi bốn mươi là con nít thì nó nghe nó hay hay cái bạn cũng đứng bạn dầm dầm bạn kêu nói ủa mày vậy mày đang chơi uh, 5 năm mười đó hả uh, tài cái nó quay với kêu Hui chơi không chơi thì đứng im đứng im đợi đi còn không thì đi về đi tự nhiên người ta đang đứng đếm đây mày kêu kêu vậy rồi lại lỡ nó lại hả tao nó không tao không đi cái nó lại nó nó đánh cái tay vô cái cây rồi nó thắng tao sao mày chơi không chơi đứng đây còn không thì uh, đi về đi thì lúc đó bạn đang đổi cái cuốn truyện mà bảy viên ngọc rồng Doraemon đồ, đồ mà đang khoái thôi mày chơi đi thôi tao đi về à xong cái nó cái bắt đầu là bạn duy bạn nói là bạn đi được chừng cỡ 10 bước thì nó đếm xong 5, 10, 15, 20 nhanh mà Đếm chừng cả 10 giây là xong rồi Đứa nào đếm nhanh nhanh là 5 giây à Thì bạn đi được chừng cả 10 bước chân Bạn quay lại nó nghe nó đếm xong rồi nha Bắt đầu là nó đi kiếm Mà bạn thấy rõ ràng luôn nha Nó kiếm nó giặt cái bụi lùm nó kêu Nè mày nè Cái nó chạy lại đánh vô Rồi tao bắt được thằng A nha Vậy là nè mày nè Chạy lại đánh tao bắt được thằng B nha Mà không có thằng nào trơn có mình tài không ạ à. Bạn đứng ở đó chứ không phải là cỡ một phút mà bạn cầm cuốn chuyện bạn đứng bạn dành. Ủa? Nó nói nó chơi năm mười là nó nói là hậm hậm bữa nó nói với mình là đông người lắm. Phải là cả năm bảy người, mười người càng đông càng vui. Rồi thằng nào bị là úp mặt vô tường. Thằng nào bị là úp mặt vô 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 trong gốc cây. Rồi bây giờ là đếm 5 tới 10 tới 10 năm tới mười tới trăm xong là đi kiếm bắt mấy đứa kia là nó nói với mình là đông lắm mà sao thấy nó chơi có một mình nó rồi nó kiếm ai nó kêu mày nè mày nè mà có thấy ai đâu đó cái bạn cũng đứng mặt cũng gãi gãi đầu nó à hơi chắc cái trò là cái trò chơi một mình mà nó nói lộn giống như không có ai chơi với nó rồi nó tự nó tự chơi rồi nó tự tìm tự trốn vậy đó kiểu vậy đó thôi cũng đi về cũng đọc truyện bình thường thì bà nói là cũng mấy bữa sau mà sau này mới biết là, là ngày nào thằng tài nó cũng chơi năm mười như vậy cả mà nó về nó 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 về nó nó học hành xong nó đi học về xong ăn cơm uống nước học bài làm bài tập về nhà xong xuôi hết nó xin ba má ơi cho con chạy đi chơi năm mười là trong sớm mà lúc đó thì nó đi thì cứ cho nó đi thôi bình thường con nít mà thì cũng cho nó chạy nó đi chơi năm mười luôn ha đó và cả gia đình không biết là nó chơi một mình tưởng đâu là năm mười phải đông mà đó là có là thôi bây giờ quay lại câu chuyện nha thì đó mà ngày nào nó cũng đi nhưng mà về mặt của duy á thì ba bốn ngày duy mới đọc hết cuốn truyện đọc mà đọc nhín nha ngày đọc năm trang năm trang năm trang chứ đọc nhiều quá hết ngày xưa nghèo là như vậy đó mọi người à, không xong cái ba ngày sau cái cũng xin tiền mẹ được 500 trăm ngàn cái đi đổi tiếp thì trên đường đi thì khi mà đang đi cái bạn nghe cái tiếng mà sột sẹt sột sẹt. ấy mà thì nó đối diện ngay chỗ cái vách tường mà che cổng trường nghe nãy giờ mình quên nói cái vị trí mà thằng tài nó chơi á là ngay cái gốc cây đối diện với cái vách tường mà đáng lẽ là cái cổng trường cũ ngày xưa đó là nó chơi vậy. các bạn đi nghe mà nghe tiếng sột sẹt rồi là bạn giờ một cái bạn thằng tài nó ngồi trong cái bụi lùm á nó ngồi trong cái bụi lùm mà nó bó gối như vậy mà giống như cái kiểu mà nó bị kiến cắn á mà nó không dám la tại vì nguyên tắc chơi năm mười la một cái là bị bị bắt làm sao là nó cứ ngồi nó cứ nhúc nhích gì nè nó cứ lấy cái tay nó chà chà vô trong cái 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 cái, cái, ống nguyễn của nó lắm nó cứ nhúc nhích gì nè nó cứ nhúc nhích nè thì khi nó nhúc nhích thì nó cọ quẹt vô cái bụi rậm thì nó nghe cà sọt cà sẹt cà sọt cà sẹt đó là nó cứ ngồi nó cứ ngồi mà nó cứ dòm mà cái mặt nó cứ đơ đơ đừ đừ Sau cái đù đù sao á nó cứ nhìn một một vô vô nó bây giờ mình diễn tả đi chứ mình nói không biết sao nó cứ ôm cái gói nó cứ gì nè À, là nó cứ nhìn vào một không trung nó nhìn một cái khoảng nào đó dưới mặt đất mà nó cứ vậy nhìn... cái đó, ủa tại đọc chuyện không đọc chuyện không mày qua nhà tao đi tao mày đọc chung nè bữa nay ngủ ngủ đọc chung Shhh. tao đang chơi năm mười tụi nó kiếm được tao giờ. đi 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 về đi đi mày vô duyên quá đang chơi đi 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 ở kia kia nó nó, nó nó tới gần rồi. kìa đi đi mày đi mày quay bao qua giờ bữa nào tới gần ta nhìn nhìn tới nhìn luôn nó thứ nhất là nó tối và cái thứ hai nữa là trong một cái khoảng độ chừng cỡ bán kính độ khoảng cỡ 10 m 15 m gì đi làm gì có ai cái đồ, 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 khùng quá chơi gì thì chơi mình kỳ cục vậy cũng cầm đi về đã là cũng bạn nói là bạn gặp thằng tài như vậy đó nghe là đâu đó chắc cũng phải là cái chục lần thì mọi người tưởng tượng là ba ngày bạn gặp lần chục lần là ba chục ngày là có phải là tháng không và càng ngày thằng tài nó nó càng kỳ nó kỳ từ lúc mà bạn gặp nó chơi năm mười một mình cho đến khi mà lên trường cũng vậy luôn nó cứ ngủ trong lớp rồi nó bị tại vì bạn thấy là thứ hai ngày xưa có những cái vụ mà thứ hai cái là những cái đứa nào mà ngồi sổ đầu bài hay là tội nặng hay sao là thường thấy đứng bị bị tuyên dụ phải là tuyên dương mà bị cái gì đó bị biêu ríu gì đó kiểu vậy đó trước cột cờ tuần nào thứ hai tuần nào cũng thấy mặn tài đứng cột cờ ở trên Vinh hạnh dữ lắm luôn đứng à là đây là bạn tài gì đó học lớp mấy gì đó là chuyên gia đi trễ đó là, là 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 cứ như là thầy giáo sẽ đứng nấu như vậy để để bạn này bạn biết quê bạn khắc phục mà không biết khắc phục hay không mà cái tháng trời 4 tuần y chang 4 tuần hết trơn đã rồi mà cứ mỗi lần mà gặp nó ở chỗ nó chơi mà nhìn nó kỳ lắm kìa nó cứ càng ngày nó càng ngơ ngơ ngáo ngáo không thấy nó không có nhìn nó không phải là một cái thằng mà nó hiếu động nó sinh động cái gì nữa hết trơn mà kiểu một người tưởng tượng là nếu như nó là một cái thằng mà gọi là quậy phá đến năm mười năm mươi mươi lăm mươi lăm mươi bốn mươi năm mươi chạy đi kiếm mày nè tao bắt mày nè như những lần đầu tiên nhưng không những lần sau này là năm mười mười lăm 20 Chạy đi kiếm Rồi nè Bắt bậy mày, mày Nga nè mày Rồi bắt ở là nó cứ những nó cứ kỳ kỳ lắm kìa Đã rồi thì có cái lần đó là bạn muốn chơi chung nói nào nghe chứ hướng nội hướng nội chứ lâu lâu cũng về thăm bà ngoại xíu đúng không lâu lâu mình cũng là thấy trò chơi năm mười này nọ rồi cũng thấy cũng vui quá ha đâu bữa mình thử mình thử đi kiếm đi đi, trốn mày nọ đồ coi đi tìm mày nọ đồ coi không tới lúc này nó không có cho nó thôi người ta không cho mày chơi như vậy nó cái lại nó ê cho tao chơi chung với lại tài cái nó chờ tao chút xíu cái nó đi đâu vô nghe lại gần cái vách tường á lại gần cái vách tường mà cái chỗ mà cái chỗ cái cổng trường đó, nó đưa cái lỗ tai nó vô nó ịn lỗ tai nó vô trong vách tường nó đi là thôi ừ, ta không cho mày chơi đi về đi về đi ta không cho chơi, chơi tụi tao chơi được rồi không cho mày chơi đâu đi về đi về đi đó thì nghĩ là chắc mình cũng không có thân với nó thì nó vậy thôi cũng bỏ đi về thì sau cái lần đó mà nó là khoảng cỡ một tháng như vậy rồi đó, thì lúc này gia đình nó cũng biết tại vì có những đêm á sau này gia đình kể lại là có những đêm á Thằng Tài nó về Nó tắm rửa học hành này nọ Làm bài tập này nọ Xong cỡ sáu rưỡi đi Sáu gửi bảy giờ đi Nó xin đi chơi năm mười Nó chơi tới mười một giờ đêm Mà cách đây mười mấy năm trời Một thằng lớp ba Mà mười một giờ đêm về đến nhà Ta nói hả Quýnh cái đích mà xưng y như là cái tô luôn á Chứ không phải giỡn Mà quýnh thì quýnh nó đi nữa đi nha thì bắt đầu là bực quá đi bắt đầu là mười lúc này là có một cái chi tiết nhỏ nữa để mọi người nghe nó không có logic là ba má bên là gia đình của ông tài đó mới vừa về đây ở do là trốn nợ trốn nần gì đó đó là mới vừa dọn về đây ở chừng có 3 năm nay thôi đã khoảng cái là cái thời gian 3 năm là kiểu như nó vừa hết mẫu giáo xong về đây là gửi đi vô lớp 1 luôn là nó học chung trường với lại duy luôn 3 năm nay thôi nên cái câu chuyện về cái trường cũ nó ra sao ra sao gia đình ba mẹ nó cũng không biết đó thành ra là ba mẹ nó mới đi hỏi vòng 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 cái kiểu như là bây giờ mình rầy con mình không được thôi mình qua mình la con hàng sớm mình máng giống con hàng sớm à, kiểu gì đó trời à, ơi à, kiếm mấy đứa học chung trường chung lớp với lại hiện tại nó thôi mới trời ơi, anh chị ơi coi làm sao chứ à, để à, con anh chị cứ rủ con tôi đi chơi năm mười chống tìm cút bắt gì mười giờ mấy mười một giờ đêm có hôm gần mười hai giờ mới về mà sao anh chị có con nhỏ trong khi nó hả năm sáu giờ sáng nó phải đi học rồi thì bà hỏi 10 người rồi đều 10 người nói nói không trong cái sớm này tôi nói chơi gì tôi nói chơi chứ dứt khoát tôi nói không chơi năm mười tôi không chơi tôi nói chơi năm mười thành ra là, là con chị chơi với sớm nào đó hay là chơi với ai đó thì tôi tôi không biết chứ còn uh, con cái tụi tôi nội trong cái hẻm này nội trong cái sớm này là tuyệt đối là không có chơi chơi năm mười mấy đứa mà nó chừng cỡ lớp 1, lớp 2 sau này tôi nó còn không biết chơi năm mười là cái gì từ cái rà tôi đẻ ra là không có khái niệm là chơi năm mười tôi nó không có hề biết đến cái chuyện đó luôn bắt đầu bà, bà quay về bắt đầu là bà mới rầy tài mới cái ổ mày nói xạo mày mày nói dốc mày mày chơi năm mười với ai nó giờ con chơi năm mười với bạn con nó đâu bạn mày là thì một đứa lớp 3 thì bạn của nó là ở đâu là chỉ là bạn học trung trường thôi chứ làm gì có bạn khác là bạn bạn ở trong sớm thôi hai loại bạn bạn trên trường bạn trong sớm thôi mà bà đi hỏi hết đứa trong sớm đứa trên trường không tới chung là trong sớm nó con nít y như bạn duy không biết năm mười là gì chứ mày nói dốc nói lao tôi qua tôi hỏi nhà kế bên có ai đâu nói không bạn con đông lắm bạn con đông lắm bạn con là nhiều lắm bạn con nhiều dữ lắm luôn ngay chỗ cái đó đó ngay chỗ vách tường đó vậy đó mà ngay cả ba má của ông tài cũng không biết đằng sau vách tường đó là một cái ngôi trường cấp một cũ ngày xưa cách đó khoảng cả năm bảy năm gì trước không ai biết luôn đó rồi sẽ bắt đầu ba má nó ra đình à ba má nó ra cũng cho nó kêu đi cũng cho nó đi vậy cũng ra đình coi là nó nói dốc nói láo nhiều khi nó con nó nó già đời trước mà mấy đứa lanh lẻ nó thường nó xạo 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 nó đến làm cái trò gì bậy bạ đúng không đó hay là nó bị người lớn dụ này nọ đó kia thì ra đình nó thì thấy y như vậy tới đó nó ụp mặt vô cây cũng tới chơi năm mười ba mẹ nó thì biết năm mười là gì Ba tuổi thơ ba mẹ nó thì biết Cũng thấy nó ụp mặt vô nó cũng năm 10, 15, 20 rồi Tới nó dạch cái cây ra, nó dạch cái này nó Y như là nó chơi đông lắm vậy Còn có lúc thì nó, nó trốn vô như vậy nữa Ba mẹ nó trời đất ơi không lẽ con mình Bình thường, lanh lẹ, sốt, sắn, thông minh Mà mình dỗ ngực mình tự hào Con tôi lanh lắm Đó con tôi nó lanh, con tôi nó giỏi lắm Mà sao tự nhiên giờ con mình giống như bị khùng trời Chơi năm 10 mà có nạn chơi mình Số so kỳ cục vậy Đó thì từ đó bắt đầu là nhốt không cho nó cứ là lên rước đi học về đưa cái ẹt về đến nhà dù mua sách mua vở đi ăn hủ tiếu đi chơi cái gì đó xong đúng không 7 giờ về đến nhà là kịch khóa cửa khóa cổng không cho đi nữa là nó cứ khóc thôi nó cứ khóc đi chơi năm mười đi bạn con kêu nó còn nói là bạn nó tới trước nhà nó kêu nó ngồi trong nhà nó kia đợi 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 thôi xíu xíu mẹ mẹ mở cửa con đi chơi với bạn con chơi năm mười với bạn con chơi năm mười là nó cứ như vậy đó mà nhìn ra có thấy ai đó thì lúc này ông bả nghi mới đầu á thật ra như vậy nè mình nói thật luôn á có những cái hoàn cảnh đó, người ta nghèo khổ đến cái mức á người ta không còn quan tâm đến tâm linh nữa đâu mọi người. người ta chỉ tâm người ta chỉ quan tâm là ngày mai ăn cái gì thôi chứ còn mà không có mà tâm linh tâm lý cái gì nữa trứng đó nên thành ra là ban đầu tiên á thì quýnh dữ lắm mày nha mày bỏ mày bỏ cái tật nó dốc nó láo muốn đi chơi mà chỉ ai kêu mày làm gì có ai kêu mày ở đây rồi năm mười năm miết gì rồi mày mày bị ra đó làm cái gì mày chơi một mình mày mày, mày buồn cái giờ nè ở trong nhà mày chơi đó bây giờ mày lại ụp mặt vô tường đó rồi mày, mày 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 kiếm dưới gầm giường mày kiếm dưới gầm tủ mày kiếm trong nhà tắm còn không mày đi trốn mày trốn dưới gầm giường mày trốn nhà tắm mày trốn với gầm tủ thì ở đây ở nhà mày chơi cũng được vậy khỏi mũi màng chích Mày đi ra ngoài đó chi rồi cây cối không rồi kiến cắn sưng cái giò chù dù về sức dầu chứ mẹ hằng không nó cứ một không con phải ra ngoài đó chơi bạn con ngoài đó nó ở ngoài cái chỗ đó vậy đó đã rồi thì cái lúc này đó, bắt đầu là chừng cỡ một hai bữa sau không hiểu sao đó là thằng tài nó trốn đi được một thi cái ngày đó mà thằng tài nó trốn ra thì gì bạn này bạn cũng 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 nhớ đó đó là có khoảng cỡ từng lễ gì đó là không thấy đi thằng tài nó 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 ra nó chơi năm mười bạn chưa bạn nhớ nhưng mà đến cái 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 hôm á mà thằng thằng tài nó trốn mà được á thì nó vẫn chơi à nó vẫn chơi năm mười vậy vậy thì nhầm khi ba mẹ nhiều khi lơ vô rẫy vô ruộng cũng không đi kiểu vậy đó thì lần này là duy cũng đi đi đổi chuyện à thì khi mà đi đổi chuyện trên đường đi về đó thì thấy cũng thấy thằng tài mà lần này là nó ốm lắm rồi lần này là nó xanh sao mà nó ốm dữ lắm rồi nhìn xa như con cò ma đó mà lần này là nó đóng cái vai là nó đang đi trốn đã và nó cũng trốn nó cái bụi một cái bụi lùm khác mới phải bụi lùm bữa nó cũng trốn nó đi ngang cũng nghe đọt đẹp cũng dòm vô nữa cái này ủa mày chơi nữa hả tại vì duy lúc này là duy đã quá quen với cái chuyện mà thằng tài nó đi chơi năm mười một mình rồi nó quá quen rồi cái đó, ủa mày trốn nữa hả đi, đi, đi. hôm nay có cho tao chơi chung không đi đi tao đang trốn mà chơi chung gì đi 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 về đi về đi đuổi đi về bạn cũng đi về bình thường đó thì đến tối đó cái bắt đầu á là khoảng chừng cỡ 10 giờ 11 giờ đêm thì bắt đầu là cả nhà cũng tìm cũng như là cỡ 9 giờ 9 giờ mấy rồi đi về là không thấy hiện tại ở nhà tá quả đi kiếm đi hỏi nọ nọ kia là. là không thấy là đi kiếm giá áp dòng hỏi tới hỏi lui thì đương nhiên mọi người phải hiểu là ba mẹ của nó khi mà không thấy thằng tài ở nhà là chắc chắn cái điều đầu tiên là sẽ quay lại cái chỗ mà nó chơi trốn tìm năm 10 đó để mà kiếm nó. Kiếm không thấy rồi bắt đầu là mới vô trong sớm hỏi. À nó rất là dễ hiểu mà vô trong xóm hỏi tới hồi lui cũng đâu có ai biết cái gì đâu Thì qua đến nhà của ông Duy hỏi đó Thì ông Duy đang ngồi trong nhà chuẩn bị ngủ rồi Mười giờ mấy là gần như ngủ luôn rồi chứ không chuẩn bị ngủ gì đó Đã giật ngược kêu vậy cái Duy cũng ra nói Hồi tối con đi đổi chuyện con thấy Tài chơi năm mười chỗ đó Không có Kiếm rồi cô với chú kiếm rồi cũng không có luôn đó, rồi đi hỏi giáp dòng, giáp dòng. Thì ngay cái lúc này khi mà mọi việc nó nó lên một cái sự cái căng thẳng rồi. Trước đó thì hỏi vụ năm 10 nó ờ là Nguyên sớm này không ai trên năm 10. Nhưng mà giấu không không nói ra cái lý do là tại sao Nguyên một sớm cấm con nít trên năm 10. Nhưng mà khi lúc này bây giờ có một đứa mất tích rồi. Thì bắt đầu là có vài người lớn đó, khi mà những người mà chứng kiến cái câu chuyện ngày xưa ở trong ngôi trường đó, đó người ta mới thôi rồi, kiếm cái cầu thang tre đi bắt cái cầu thang đi vô trong cái qua khỏi cái bức tường nó kiếm ngay cả ba má nó ở trong đó là cái gì tự nhiên đó kiếm chi vách tường vậy trời ơi con tôi lớp 3 sao nó trèo vô được đã người lớn ở đây còn bắt cầu thang tre mới leo vô được mà cái bức tường nó cao 4 mét vậy là lấy đường nó mà chiêu vô nói không cứ đi vô đó kiếm đi kiếm sớm hồi nhỏ, nhỏ nó chết vợ chồng giờ đó đã rồi bắt đầu cũng tá quả tâm tin thì vô trong đó mới biết à đó là một cái ngôi trường cái lúc này là cái ngôi trường nó chỉ còn khoảng cỡ 30% thôi. Ngày xưa là nó làm bằng vách đất vách đất và mái lá và không hiểu sao nó bị cháy và bây giờ nó đen kịnh hết trơn mấy cái cột bằng bằng cây bằng ấy nào đó nó nó cháy hết trơn là còn chỉ có 30%, 70% phần trăm bảy phần trăm là cháy đen thôi và khi mà vô trong đó lúc đó đó thì duy không chứng kiến tận mắt duy chỉ được nghe ba mẹ nọ đồ anh chị nọ đồ kể lại những người có đi theo kể lại là chui trong đó cầm đèn pin tới đó là mỗi người một cây mười mấy người là sáng cả vùng trời vừa chui vô nhảy đập đập là bước vô chừng có dài bước vô trong cái trường nó qua cái sân vô tới trong trường là rõ đèn pin thấy liền nó đang ngồi cho nó biết nó làm gì không nó nhe những cái mảnh dây chai cái mảnh kiến ở đâu ra mà người nói ủa sao vô lý vậy sao tự nhiên trường nghèo vậy mà không lẽ có tiền đâu mà làm vách kiến không có vách kiến môi biết ngày xưa mà những cái những cái nhà mà nhà lầu hay là trường học làm hàng rào người ta làm những cái miếng dây chai những cái chai nước tương đó ngày xưa nước tương nước mắm bằng miệng không mà đó là những cái những cái điều người ta đập ra người ta bắt đầu người ta mới dựng người ta mới ghim ghim lên trên cái, cái 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 cái, cái, gờ tường đó để người ta làm hàng rào bằng dây chai biết không đó là lâu lắm rồi nha bây giờ như không có nữa đó không hiểu làm sao đó nha mà nó bứt ra được một tưởng tượng đi xi măng mà nhét cái miếng miệng nó vô làm sao mình lấy ra được mà vậy đó mà không hiểu sao thằng tài nó hốt được một bụng cái lúc mà nó tới là miệng nó máu không được nó ngồi ở đó nhưng mà áo nó rách rưới giống như là không hiểu ai kiểu như là bắt nó lôi nó vô rồi áo nó bị dính vô những cái miếng dây chai á, rách ten ben cái áo hết trơn rồi đã giờ rồi bắt đầu là nó ngồi bắt đầu nó nhai cà rốt cà rốt cà rốt cà rốt mà mọi người biết rồi những cái miệng mà ngày cái loại ngày xưa đó thủy tinh ngày xưa mà khi mà công nghệ chưa cao đó là cái miếng thủy tinh là cái miếng nào miếng đó nó dày chắc cỡ ra bằng ngón tay mình vậy nè mà nó nhai cà rớp cà rốp mà bắt đầu tao nói môi nó tét ra mà máu nó cà nhiễu cà nhiễu mà ở dưới đây những cái dụng mà nó nhai rồi đó những cái dụng nó nhai cho nó nhả đó đó là đầy ở dưới nó ngồi nó ngồi nó ngồi, nó ngồi bên cái chân như vậy nè đầy ở dưới chân của nó hết luôn kế bên là còn mảnh còn nguyên mảnh nào mảnh ấy chụp lại ba ngón hai ngón ba ngón ba hai ngón, ngón vậy nè trời đất ơi tao nói ba má nó la um sùm trong rồi ở đây bắt đầu là khệ nệ rinh nó ra mà không hiểu cái đường nào mà kính nó vô được Tại vì sao người ta nói sau khi mà cái vụ cháy đó đó là gần như là cái ngôi trường nó cháy 70% đúng không? Thì 70% học sinh cũng chết trong đó luôn. Mà lâu lắm rồi từ cái thời điểm đó là trước về đó khoảng cỡ mười mấy năm trời trước rồi. Đã là nghèo khổ dữ lắm. Đó sau đó bắt đầu là đã khi mà không biết sao thì cháy lên như vậy vậy đó là học sinh chết rất là nhiều. Chết cả mấy chục đứa mấy chục đứa là nhiều nha ngày xưa mà trời ơi trời, trời, trường làng mà có chừng cả 100 đứa học sinh thôi là là nhiều lắm rồi chứ phải như bây giờ mà trường nào trường nấy cả ngàn đứa đâu đã là cả trăm đứa học là chết hết là năm sáu chục đứa như vậy à, rồi thì sau đó rồi thì cái lúc mà kiểu trái rồi cái cũng thôi đi cái rồi thi cũng bỏ luôn bây giờ may mắn là bên nhà, bên nhà nước rót tiền xuống xây dựng trường học rồi kia thôi thì kéo nhau ra kia học luôn là cái trường nó để quan sơ và lúc đó chưa xây tường lên à rồi thì sau đó bây giờ mình kể nó hơi bị ngang ngang câu chuyện không bây giờ cứ theo một cái lối chuyện luôn thì rồi sau đó khi mà bị bỏ hoang mà chưa xây hàng chưa xây cái tường lên á thì con nít ở đây cái thời điểm mà anh chị của con Duy á là cái thời mà anh chị của ông Duy đó á à, là kiểu như vậy đó cô gì chú bác con gì á là vẫn có chơi năm 10. Cái chuyện mà năm 10, 15, 20 là từ xưa rồi, lâu lơ, lâu lắc rồi. Những trò chơi gọi là, nó thuộc trò chơi dân gian nè. Đó thì chơi như vậy thì bây giờ nguyên cái trường bị cháy như vậy, bỏ trống như vậy, quá trời ngon. Vô đó chơi tao nói nhân bị dấu, bị bệnh, bị giật, bị này, bị kia rất là nhiều. Sợ quá, cái bắt đầu là cả một cái thế hệ khoảng cỡ 5 năm trời. 5 năm trời là một thế hệ đó nha mùi nha 5-7 năm là một thế hệ đó Đó là cả một thế hệ đều bị như vậy Xong cái đầu là Dân á, người ta bỏ tiền ra người ta xây tường lại hết Đó xây tường lại hết trơn luôn Và bắt đầu là từ sau đó Những cái lớp em út là Hàng Duy sanh ra, Hàng Tài sanh ra Những đứa trong xóm sanh ra Là không cho chơi năm mười Anh chị nó không cho, ba má nó không cho, ông bà nó không cho Không cho nó biết cái gì gọi là trò chơi năm mười luôn đã là coi như là cả một cái sớm đó là coi như bỏ quên luôn cả cái trò chơi tuổi thơ dân gian năm 10 là như vậy trốn tìm là như vậy luôn à là như vậy ha rồi thì sau đó rồi bắt đầu là mới quay lại câu chuyện thì khi mà ẩm ẩm hoàng tài được về rồi thì cũng đưa thẳng lên trên bệnh viện này nọ đâu kia rồi bắt đầu trong sớm phải hụng tiền lại mà qua ngày hôm sau là có một cái người mà trong sớm ví dụ như trưởng ấp trưởng gì đó không là tới là vận động à tới bây giờ cái chuyện vận động vẫn còn nha cầm tờ giấy vận động nhà này cho nhiều ký tên cái bụp nhà kia cho nhiều cái tên cái bụp tại vì tài nó nghèo quá nó bị vậy nghe nói nặng lắm nó 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 nhai sao nó, nó nhai luôn cái lưỡi nó nuốt luôn rồi đó là khả năng cao là chắc là nói chuyện không được đó bây giờ phải cần tiền mai mỏ này nọ đồ lại chấp giá rồi lại mai ra nó sống đã không rồi bắt đầu cho tiền cho tiền lúc đó nhà của bạn duy cũng cho tiền mà cho lúc thì nó là cho có một mười lăm ngàn hai chục ngàn nhà nào mà giàu có cho năm chục trăm là giữ dằn đó thì rồi sau đó nó cũng đương nhiên là nó sống nhưng mà khi mà hỏi nó là sau này nó về rồi là coi như là nó khi mà anh hỏi đương nhiên là nó nói không được nhưng mà cái kiểu mà cứ nói nó như vậy cứ nói có sao không con cái vụ tại sao không vậy vậy con thì nó cứ la mà nó sợ dữ lắm nên thành ra cho tới bây giờ cái chuyện mà nó có nhớ về cái giai đoạn đó hay không Nó có nhớ về hai giai đoạn là giai đoạn mà nó chơi năm 10 Và cái giai đoạn nó bị ai đó bắt nó vào trong cái trường đó hay không đó. Nó đương nhiên là không nói được nhưng mà cái kiểu giống như là không có biết là nó có nhớ hay không luôn À, rồi sau đó bắt đầu là nó cũng đi về Thì đương nhiên nó là một học sinh rất là đặc biệt trong trường Vẫn tạo điều kiện cho nó đi học Để mà nó đi lấy con chữ về chứ thì mọi người nghe nó vô lý nhưng mà cái chuyện mà ví dụ như mà nó bị câm đi học vẫn bình thường mà đâu 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 có sao đâu vẫn vẫn thấy vẫn vẫn nghe được cô giảng mà đúng không à, rồi thì bắt đầu sau đó rồi thì như đầu chuyện mình nói là hai đứa trẻ thân à, bạn duy thì bắt đầu là trùng hợp cái là khi mà lên lớp 4 á thì bắt đầu là cũng cho học chung lớp đó thì bây giờ vừa học chung lớp mà nhà vừa gần nhau mà câu chuyện đó lại duy lại chứng kiến một phần nữa đó nên thành ra là bắt đầu từ nhỏ rồi, đã thấy thương bạn mình rồi là đi học chung thì mới đầu bạn nói là bạn nhớ rất là rõ được sau khi mà nó bị như vậy đó nó nó cứ đi ngang cái chỗ đó là nó cứ cắm đầu cắm cổ nó chạy rất là lẹ đi ngang cái vách tường đó, cái vách tường nó giờ vẫn còn mà nó cứ nó cứ cắm đầu cắm cổ nó chạy thiết là lẹ qua như vậy mà nó sợ nó cứ... nó bịt tai giống như ai kêu nó hay gì á nó cứ bịch tay Nó cứ chạy qua Thì bạn cũng hoảng hồ Mà cũng chạy theo Đó Thì bắt đầu là Sau đó bắt đầu là Nó hay bực bội lắm Tại vì cái kiểu mà Ngày xưa nó là cái đứa Mà liến thoáng nói nhiều Tăng động này Nói kia không Mà bây giờ tự nhiên Không nói được nữa Mà những cái gì Mình muốn kiểu sao ta kiểu như ở như bây giờ mình thấy mình bực bội chưa bây giờ muốn nói cái gì đó mà không nghĩ ra văn để nói là thấy là bực bội mà trong khi bây giờ nghĩ ra văn mà nói không được nữa. đó thì thành ra là cấu gắt bực bội nọ đó, đó kia um, nhưng mà bạn cũng 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 thông cảm cho nó tại vì biết thì bây giờ nói như vậy mà trách gì nhưng mà rồi thì khi ai, hai đứa mà song song với nhau như vậy á À, thì lớn lên thì từ, từ từ hai đứa hiểu nhau hơn lớp 6, lớp 7, lớp 9, lớp 10 học tới lớp 12 luôn hiểu nhau như vậy thì bắt đầu hai đứa chơi rất là thân thì giai đoạn sau này là có lúc này là bắt đầu đã có điện thoại điện ơ rồi thì lâu lâu á là cũng hỏi nó nhưng cũng hỏi cho nó kể thì nó kể qua những cái dòng tin nhắn Zalo hay là hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì thì hay nhắn qua nhắn lại như vậy thì thấy nó cũng vui vui rồi sau này nó cũng vô tư lại rồi tại vì cái bản chất tăng động của nó là nó là cái bản chất dù có câm hay là sao nói vẫn là như vậy đó thì những cái lúc vui cái bắt đầu là cũng nhắn hỏi nó ê mày có nhớ cái vụ hồi đó không đó vậy vậy vậy, vậy thì nó cũng kể nó cũng kể nhưng mà cái kiểu nó là sao ta cái câu chuyện đó nó đã chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm nay nó nó vì vì cái khiếm khuyết trên cái miệng của nó thành ra nó không kể được đã nó thành ra là không nó không kể được giống như là văn ôn võ luyện nó qua bao nhiêu năm rồi nó đã không còn nhớ nhiều nó chỉ nói là cái nó cứ nhắn là nó tao nhớ là hôm đó là tụi nó có đông lắm tới kêu tao đi rồi tao đi đến đó xong cái tụi nó bợ đít tao à tụi nó đưa tao vô trong đó rồi rồi tao tao nhớ là chơi năm mười xong đó rồi tôi nói chỉ tao vô trốn với nó bởi bỏ đích vô đó cho để trốn á kiểu vậy đó không đã rồi xong cái rồi, rồi tao nhớ là tụi nó đưa kẹo tao ăn rồi tao nhớ là tụi là tao ăn kẹo vậy vậy đó sau đó cái bắt đầu hình như là như ba má tao tới rồi rồi bắt tao đi bệnh viện hay sau đó là quên có nghĩa là nhớ rất là chấp giáp phải chi lúc đó đó mà 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 bạn tài đó bạn không có bị đứt cái lưỡi như vậy bạn có thể nói chuyện được đó. thì bạn kể người này bạn kể người kia câu chuyện ma mà cứ năm vài tháng mình kể một lần thì mình nhớ Chứ còn do là lâu quá rồi Không kể nữa và nó bị ám ảnh quá đi Gặp ma nó bị Thậm chí nó còn bị mất một vài cái ký ức chính xác nữa Đó nên chỉ kể lại một Bằng những cái tin nhắn mà Bằng những cái hình ảnh chấp giá như vậy thôi Nhưng cụ thể khi mà chúng ta nhìn Chúng ta vẫn mường tượng được cái lúc đó khi mà Tài bị dẫn dụ vô trong đó và bị cho ăn những cái miếng miệng nó như vậy rất là kinh dị và rất là tội nghiệp luôn ha mọi người ha đó thôi rồi đó là cái câu chuyện ngày hôm nay mọi người à nói về um, thằng người câm gặp ma Ủa xin lỗi bậy gặp ma xong bị câm mà thành ra là không biết đặt tựa đề sao thì để mình suy nghĩ sau thì rồi đó đó là một cái tập dự um, phòng đầu tiên đó là như vậy mọi người ha thì nó cũng sẽ hơi ngắn ngắn chút xíu thì đương nhiên tập này thì mình sẽ đăng vào buổi trưa tại vì nó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn qua 40 phút mà đã thì đương mùi yên tâm là cái tập mà dự phòng buổi tối đó thì tối thiểu nhất luôn nó cũng phải là cỡ bốn mấy năm chục phút gì đó Được chơi thì tập này ngắn là 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 cái điều đương nhiên Thôi rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha thì mình biết chắc chắn là mùi cũng sẽ có những cái lời chúc biết trước luôn á thành ra là thôi cũng cảm ơn trước mọi người về những cái lời chúc uh, của mọi người dành cho uh, gia đình nhỏ của mình là nhất là vợ uh, mình cũng như là bé bắp ha chỉ hy vọng là mọi người uh, thật sự là tham tha lỗi cho mình À, thông cảm giùm mình trong khoảng cỡ 10 ngày đi chuyện nó sẽ hơi ngắn ngắn chút xíu đừng bỏ mình đi ha à, thì thì <laughs> đừng có giận giỏi gì mình nha dù sao thì mình cũng đã rất là cố gắng để phục vụ cho mọi người đủ mỗi một ngày à, à, hai tập rồi Nó chỉ hơi ngắn xíu thôi mong cái nhà thông cảm giúp mình rồi cảm ơn cái nhà rất là nhiều luôn nha xin chào tất cả mọi người